Bon, voilà, c'est une partie de la rue qu'on vient de rétablir. Et c'est la construction du métro, hein, qui continue toujours. Et ça commence il y a 7 ans. Vous voyez, ça, c'est le boulevard Lelotte. Une partie, on peut circuler maintenant. Người ta có thể đi lại một phần rồi. Đây là trên đại lộ Lê Lợi đó. Các bạn thấy không? Thì thành ra cái sân chơi cho thanh niên. Thì sẽ được nha. Sạc. Collision. Yeah. Sang các chiếc xích de la Vin. Đây là sau này sẽ rất là đẹp. Vẫn là đẹp rồi. Sẽ đẹp thêm nữa. Vậy vậy. Au fond, c'est le théâtre municipal. Ở phía trong kia là nhà hát lớn thành phố. Wow. Les gens viennent pour prendre des photos aussi. Thanh niên tới đây để chụp hình nữa. À, các bạn thấy. Rất là vui. Il y avait le taxi ici et on va le reconstruire. Mais de quelle façon, on ne sait pas. Như thế nào, phương xa taxi sẽ xây lại như thế nào là mình chưa biết đây. Đập rồi. Đập thế này cũng mấy năm rồi, depuis quelques années déjà. À Bolivie. Et ici, on continue à marcher, on sera dans la rue piétonne Nguyễn Huệ. Nếu đi thẳng thế này sẽ tới đường đi bộ Nguyễn Huệ đó, các bạn thấy. Ça commence comme ça. Les frangipaniers, vous voyez là, cây cái đại ha. On vient aussi de refaire la fontaine. Thì cái hồ nước này cũng mới làm lại này. Vous voyez un bus qui attend les clients, la clientèle, les touristes vietnamiens surtout. Có một cái xe buýt đang chờ khách du lịch, thường là khách Việt Nam. Lát nữa thì cái đường này nó sẽ đông. Thì dans quelques instants, une heure, deux heures, cette rue sera bondée de monde. Sẽ có nhiều người tới đường này. Et ici aussi. Và ở đây chắc chắn cũng vậy. À. Bon, je vous dis au revoir. Tôi xin chào các bạn nha. Tôi là Ngọc Trân. Có làm kênh YouTube Sài Gòn à mua. Hãy đăng ký kênh để xem những video khác các bạn nha. Veuillez vous abonner à ma chaîne YouTube Sài Gòn à mua pour d'autres vidéos sur Sài Gòn aussi bien que de temps en temps sur Vũng Tàu. À la prochaine.